Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để mình tạo một tài khoản ChatGPT trên máy tính. GPT thì như các bạn cũng biết là một cái dạng trí thông minh nhân tạo có thể hỗ trợ cho các bạn trong cái việc là dịch thuật nè, mình sáng tạo nội dung cũng như là mình tìm hiểu về những cái thứ mình chưa biết. Cái vấn đề là sáng tạo nội dung cũng như là vấn đề dịch thuật thì GPT đang làm khá tốt. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cái cách để mình làm một cái tài khoản GPT để mình tiếp cận được cái phần mềm khảo quyết này nha. Rồi thì mình đầu tiên thì mình sẽ vào ChatGPT vậy. Đây, đây là trong cái chính thức của nó nha. Mình bạn nào chưa sẽ chưa đăng ký thì các bạn đăng ký, còn bây giờ mình đăng ký rồi, mình sẽ login luôn. Đây, Continue with Google vậy. Rồi nhập vào thôi thì các bạn sẽ thấy nó hiện là not available, tức là hiện tại nó đang không được cung cấp dịch vụ ở tại cái khu vực mình ở. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ làm bước tiếp theo cho mình, đó chính là mình sẽ tải cái phần mềm VPN. Các bạn đây, VPN miễn phí trên Mac nha. Đây mình bấm vào, thì này, mình sẽ bấm vào thêm vào Chrome các bạn, trên tiếng Anh. Rồi nó sẽ tự cài cho mình luôn rồi ha. Bây giờ mình sẽ bấm vào hình cái mảnh ghép này các bạn, hình mảnh ghép vậy. Mình chọn VPN miễn phí trên Mac này. Xem qua các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái phần vị trí được sử dụng để kết nối nha. Rồi. United States các bạn. Rồi sau đó thì nó được kích hoạt các bạn, theo nó chạy số dây rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình làm mấy cái việc khác nha. Ok, cái vấn đề thứ hai mình cần làm đó chính là mình sẽ tạo một cái số điện thoại ảo các bạn. Vì để tạo tài khoản này thì mình cần có số điện thoại ảo các bạn ha. Đây mình sẽ vào SMS Pool, đây là một trang web là chuyên bán số điện thoại ảo các bạn. Thì ở đây á mình sẽ vào cái phần deposit, đó là cái phần nạp tiền các bạn. Đây là cái tài khoản mà mình đã nạp rồi, thì nó sẽ cần bạn nạp tối thiểu là 3 đô. Đây, sẽ bấm thử cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ chọn trước là cái phần cái tỷ giá đô la rồi. Rồi, bên mình method thì nó có nhiều dạng là Google Pay hoặc là Credit Card. Thì mình nói đây Credit Card nó sẽ áp dụng là Visa đâu các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ nạp thử 1 đô nè, thì nó sẽ báo cho bạn. Đây, the minimum amount to deposit for 3 tức là mình phải nạp tối thiểu là 3 đô la các bạn. Bạn thực hiện lại các bước như mình đã hướng dẫn á, thì tới cái phần deposit á, các bạn nhập cái visa của mình vào nha. Cái này thì mình xin phép không tiết lộ trên này. Rồi. Thì sau khi các bạn đã nạp thành công thì các bạn sẽ vào cái phần order này các bạn. Đây. Nó sẽ tự gửi cho các bạn là United States luôn. Thì mình nghĩ các bạn cứ giữ nguyên cái phần này, tại vì cái phần này nó sẽ tăng khả năng thành công kết nối cái số điện thoại ảo của các bạn. Thứ hai mình sẽ chọn service là OpenAI ChatGPT nha. Còn cái phần stock này là cái tồn kho, cái số điện thoại này các bạn không cần quan tâm. Cái thứ hai là quantity nè. Đây số điện thoại, đây là cái số lượng các bạn muốn mua. Thì mình cứ để một thôi. Rồi select 2, success rate. Đây tỷ lệ thành công các bạn. Rồi sau đó thì mình cứ bấm quit và chase. Thì nó sẽ ra được gợi ý cho các bạn hai số các bạn. Đó. Và các bạn bấm quit và chase lần nữa. Nó nói bạn đã order thành công số điện thoại. Rồi bây giờ các bạn sẽ copy một cái số nha các bạn. Rồi các bạn copy cái phần số đó, sau đó các bạn quay trở lại trang OpenAI ha. Đây bây giờ các bạn vào lại nè, chẳng hạn mình đã chỉnh VPN rồi thì mình sẽ vào được nha các bạn. Nên sao mấy bạn mình tên gì này nọ các bạn. Rồi cứ nhập vào thôi. Đây đó, mình tin yêu các bạn. Bây giờ mình sẽ dán cái số điện thoại đó vào. Đây nó đã mặc định là
quốc gia Mỹ, còn nếu mà các bạn mua những quốc gia khác thì mình gửi thôi search rồi mình dán vào ha. Đây bấm send code coi. Mình chờ một tí thì nó sẽ hiện lên cái phần entry code các bạn. Sau đó các bạn quay trở về trang bridge SMS của mình, nó sẽ hiện ở bên này, các bạn chờ một tí. Đây sau đó các bạn sẽ copy cái phần code này hoặc các bạn nhớ các bạn qua nhập cũng được. 112 78 112 78 rồi đó, nó sẽ tự liên kết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt, nó báo là mình không thể nào mà liên kết được khi dẫn đến cái site này, các bạn sẽ tắt cái VPN này các bạn. Rồi tắt đi ha, rồi mình sẽ vào lại lần nữa. Đó đây là cái khung chat của nó các bạn. Rồi bạn thấy chưa, thì nó đang dự kiến anh sẽ cập nhật vào cái GPT 4 các bạn, hiện tại thì chưa có nè. Nếu mà các bạn mà muốn sử dụng nó thì các bạn phải upgrade cho GPT đó, còn đây mình cứ sử dụng miễn phí trước nha. Rồi đây mình sẽ thử cho anh xin nó một cái gợi ý về một cái kênh mình muốn làm các bạn. Rất là nhanh luôn, nó nghĩ là một người có thể nghĩ ra được nhiều ý tưởng trong vài giây như vậy đó. Và cái nó hay của nó là các bạn có thể nhập ngôn ngữ tiếng Việt hoặc các bạn nhập ngôn ngữ tiếng Anh hoặc bất cứ ngôn ngữ nào, nó đều rất đều có thể hiểu các bạn. Đây chẳng hạn như đi always bounce fishbone. Nó sẽ cho các bạn. Rồi thì bạn nào mà chưa thực hiện được, các bạn có thể comment, hoặc bạn nào đã thực hiện được rồi, các bạn có thể xác nhận bên dưới giúp mình là ừ mình đã thực hiện được. Bạn nào mà có vấn đề nào chưa hiểu hoặc chưa thực hiện được, có thể comment bên dưới để mình hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công nha.